Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến kênh chúng tôi. Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn kỹ thuật tốt nhất để kết hợp nhiều khung thời gian, để có được phân tích biểu đồ rõ ràng và đầy đủ thông tin bằng cách kết hợp hành động giá và các kiến thức về tiền thông minh. Chúng tôi sẽ trình bày cách thực hiện từ trên xuống một cách hiệu quả phân tích để xác định hướng thị trường mức cung và cầu vùng thanh khoản và cơ hội giao dịch từ khung thời gian cao hơn đến chi tiết thấp hơn. Hãy bấm thích và chia sẻ video và để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm chuông đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi có thêm nhiều video hơn nữa. Vậy phân tích từ khung thời gian cao đến khung thời gian thấp, tức là chúng ta đi phân tích đa khung thời gian và các yếu tố thị trường để hiểu biết toàn diện về điều kiện thị trường, bắt đầu từ khung thời gian cao hơn đến thấp và khi đó chúng ta sẽ phóng to các chi tiết thấp hơn. Điều đó cho phép chúng tôi có được cái nhìn toàn cảnh về định hướng thị trường trong các lĩnh vực chính ở mọi cấp độ. Nhưng hãy nhớ rằng bắt đầu từ khung thời gian hàng tháng, áp dụng mọi khái niệm đơn lẻ sẽ làm cho biểu đồ của bạn trông như thế này khi bạn đến thời điểm vào lệnh khung hoàn toàn vô dụng. Video này sẽ hướng dẫn bạn những gì cần tìm kiếm chính xác trong từng khung thời gian để thực hiện phân tích có chiều sâu về bất kỳ biểu đồ nào một cách dễ dàng. Nhưng tại sao chúng ta cần phải kết hợp tốt nhiều khung thời gian? Đây là ba khung thời gian hàng đầu. Lý do số 1 để khắc phục sự nhầm lẫn về định hướng. Ở đây trên biểu đồ 5 phút, thị trường có vẻ biến động mà không có bất kỳ hướng rõ ràng nào. Nó liên tục vi phạm các mức cấu trúc ở cả mức tăng và giảm, khiến bất kỳ nhà giao dịch nào cố gắng xác định hướng đều bối rối. Nhưng nếu chúng ta thu nhỏ đến khung thời gian 1 giờ, bạn có thể nhanh chóng xác định xu hướng thị trường và áp lực giảm giá. Khu vực này giống với khu vực trên biểu đồ 5 phút mà chúng tôi đã quan sát trước đây. Do đó, khi biết xu hướng định hướng của khung thời gian cao hơn, chúng tôi có thể tự tin thực hiện các giao dịch ngắn hạn trong biểu đồ 5 phút, rằng bất cứ khi nào bạn bối rối về hướng đi và thị trường liên tục sáu phạm các mức cấu trúc chính thì bạn đang tập trung vào khung thời gian sai. Nên việc phân tích bức tranh toàn cảnh sẽ giúp bạn nâng cao khả năng thực hiện các mục nhập chính xác và tự tin hơn. Điều thứ hai, tăng độ chính xác 1, phản ứng nhỏ đến mức khóa của khung thời gian cao hơn, có thể là một sự thay đổi đáng kể xu hướng thay đổi trong các khung thời gian thấp hơn. Vì vậy, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, chúng ta nên kiểm tra xem chúng ta có bao nhiêu khoảng trống trước khi chạm vào khu vực cung hoặc cầu của khung thời gian cao hơn. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu cách đặt mục tiêu của chúng tôi là dừng lỗ và tránh thua. Giao dịch ở đây trên biểu đồ 15 phút, chúng tôi đã có một động thái tăng giá mạnh mẽ với khoảng cách giá trị hợp lý rõ ràng giữa các bóng đến. Do đó chúng tôi có khối lệnh hợp lệ. Tuy nhiên đây là cơ hội tuyệt vời để mua vào thị trường đột ngột thay đổi hướng và bỏ qua khối lệnh cầu. Bạn sẽ thắc mắc trong trường hợp này thì đây là lý do tại sao nếu chúng ta thu nhỏ khung thời gian 1 giờ, chúng ta có thể thấy rằng sự thay đổi về hướng này có thể là do đạt đến vùng cung của khung thời gian cao hơn đã đóng vai trò là mức kháng cự mạnh nhiều lần trước đây. Vì vậy, việc kiểm tra các mức chính của khung thời gian cao hơn có thể giúp chúng tôi tránh được loại rủi ro không cần thiết này. Ngược lại, hãy xem một ví dụ khác. Ở đây trong khung thời gian 1 giờ, chúng tôi có một động thái với sự kém hiệu quả rõ ràng khi vượt lên trên thị trường trước đó. Vì vậy ở đây nếu giá quay trở lại vùng khối lệnh thì đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để vào một vị thế mua, đặt điểm dừng của chúng ta dưới mức dao động thấp và nhắm mục tiêu cấp độ tiếp theo của cấu trúc thị trường. Vì vậy hãy xem điều gì chúng ta có ở khung thời gian cao hơn. Chúng ta có thể thấy rằng gần đây chúng ta đã vượt lên trên các vùng cung này nên nhu cầu được kiểm soát và chúng ta có đủ chỗ để đi trước khi đến vùng cung không được giảm thiểu tiếp theo trước mức giá. Có thể là một giao dịch hoàn hảo vì chúng tôi đã kết hợp các mức khung thời gian cao hơn và xu hướng định hướng với thiết lập mục nhập khung thời gian thấp hơn. Điều thứ ba, tối ưu hóa các lần giao dịch. Chúng ta phân tích nhiều khung thời gian cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát giao dịch tối ưu. Chẳng hạn như hãy tưởng tượng nếu bạn đang chờ đợi giá kéo trở lại vùng dòng lệnh và mở mua để đi cùng với đà tăng. Nếu chúng ta đặt lệnh mua ở đầu vùng, điểm dừng của chúng ta sẽ quá lớn nên cách giao dịch tối ưu là tìm kiếm xác nhận và mở mua trong các khung thời gian thấp hơn. Xác nhận này giúp tham gia giao dịch ở mức giá tốt hơn, giảm khả năng xảy ra tín hiệu sai và tăng sự tự tin của nhà giao dịch trong phân tích của họ. Bây giờ chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của phân tích khung nhiều thời gian. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy kỹ thuật tốt nhất để kết hợp nhiều khung thời gian để có được phân tích biểu đồ rõ ràng và đầy đủ thông tin. Nhưng trước khi chúng tôi tiếp tục, nếu bạn thích video này, vui lòng nhấn nút thích để thể hiện sự ủng hộ của bạn và bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy để tôi trình bày kỹ thuật phân tích đa khung thời gian của chúng tôi. Từng bước trong quá trình phân tích là đi từ khung thời gian cao hơn và thu nhỏ xuống để nhận ra các đặc điểm tại khung thấp hơn để xác định các cơ hội giao dịch tốt nhất. Trước tiên chúng tôi xem xét 3 loại khung thời gian trong phân tích biểu đồ của mình. Bắt đầu từ các khung thời gian cao hơn, chúng tôi có khung thời gian hàng tuần và hàng ngày mà chúng tôi chỉ sử dụng để xác định các mức chính của khung thời gian cao hơn của cấu trúc thị trường. Thứ hai, chúng tôi sử dụng khung thời gian 4 giờ và 1 giờ để thực hiện hầu hết các phân tích.
bao gồm xác định khu vực cung và cầu theo xu hướng thị trường, vùng thanh khoản. Thứ ba, chúng tôi sử dụng khung thời gian 15 phút và 5 phút. Nếu chúng tôi cần thêm, xác nhận và lý do vào lệnh ở mức chi tiết thấp hơn. Bây giờ hãy áp dụng các khái niệm này trên biểu đồ thực của nhiều biểu đồ khác nhau để hiểu hoàn toàn kỹ thuật này. Ở đây chúng tôi có khung thời gian tuần. Trong bước đầu tiên, chúng tôi đánh dấu các mức chính của cấu trúc thị trường mà giá đã phản ứng gần đây. Chúng tôi muốn giữ cho phân tích của mình đơn giản nên chúng tôi chỉ vẽ các mức gần đây nhất gần mức giá hiện tại. Ví dụ, mức này là đỉnh lịch sử của chúng tôi gần đây đã từ chối giá 2 lần. Chúng ta có một mức quan trọng khác trước. Mức giá đã đóng vai trò hỗ trợ nhiều lần. Chúng ta cũng có thể rút ra một mức quan trọng khác ở đây. Đây là điều duy nhất chúng ta cần từ khung thời gian hàng tuần là các mức chính của cấu trúc thị trường có cơ hội cao để giá phản ứng khi nó chạm vào chúng. Vì vậy hãy phóng to hàng ngày. Trên khung thời gian hàng ngày trước tiên, chúng tôi điều chỉnh các cấp độ hàng tuần để có được số lần chạm lớn nhất từ góc độ hàng ngày. Thứ hai, chúng tôi rút ra các cấp độ chính hàng ngày của thị trường cấu trúc với một màu khác. Lý do là vì chúng tôi muốn có thể phân biệt các cấp độ hàng tuần và hàng ngày. Khi chúng tôi phóng to khung thời gian thấp hơn vì khung thời gian càng cao thì tầm quan trọng của một cấp độ bây giờ càng lớn. Đây cũng là điều duy nhất chúng tôi cần từ khung thời gian hàng ngày. Nhưng hãy nhớ rằng bạn cần ghi nhớ 3 điều khi vẽ các cấp độ cấu trúc thị trường. Trước tiên vẽ các cấp độ mà bạn có thể nhận được số lần chạm lớn nhất lần. Điều thứ hai, từ thân nến có mức độ ưu tiên cao hơn. Tiếp đó thứ ba, xử lý các cấp độ vì các khu vực không phải là đường liền nét nên có 5 tiêu chí mà chúng tôi tìm kiếm khi xác định các cấp độ chính của cấu trúc thị trường. Và mỗi tiêu chí trong số đó tạo nên một cấp độ mạnh hơn. Số 1, các bước ngoặt là các khu vực đã đảo ngược thị trường xu hướng trước. Thị trường coi những khu vực này được định giá quá cao hoặc bán quá mức và có nhiều khả năng giá sẽ phản ứng với các mức này khi nó đạt đến chúng lần nữa. Số 2 là những vùng giá bị từ chối nhiều lần. Nhà giao dịch đã thực hiện hành động ở cùng cấp độ vào các thời điểm khác nhau khiến nó trở nên hiệu quả hơn, mạnh hơn. Nhiều mức từ chối hơn thì tốt hơn, nhưng điều đó không đảm bảo rằng mức đó sẽ được giữ. Khi thị trường chạm vào mức mà chúng tôi theo dõi chặt chẽ hành động giá để cho biết điều gì đang xảy ra nếu mức từ chối ngày càng yếu đi. Mỗi khi có cơ hội giá cao hơn vượt qua mức này nhưng nó sẽ là mức hỗ trợ mạnh nếu giá lại đạt đến khu vực này. Số 3 đóng vai trò vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự nếu một mức cấu trúc thị trường đã đóng vai trò là cả hỗ trợ và kháng cự. Trước đó nó làm tăng khả năng giá từ chối mức này một lần nữa. Số 4, việc di chuyển ra khỏi khu vực là quyết liệt, có nghĩa là không phải một phản ứng nhỏ mà là một sự đảo chiều thực sự. Lợi nhuận từ một mức càng sâu thì mức đó càng quan trọng. Số 5, được tôn trọng hoặc tạo gần đây. Các mức gần đây trước giá là luôn hiệu quả hơn vì chúng hiện tại và mới, cho dù chúng là mức kháng cự hỗ trợ truyền thống hay khối đặt lệnh. Đã nói, hãy phóng to khung thời gian 4 giờ để tiếp tục phân tích. Đó là lúc các khái niệm tiền thông minh xuất hiện ở đây. Trong 4 giờ, chúng ta có cả mức hàng tuần và hàng ngày hiển thị trên biểu đồ. Mỗi mức này có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi thị trường đạt đến chúng. Vì vậy, chúng tôi sử dụng các mức này theo hai cách chính. Trước tiên chia từng mức thành tăng hoặc giảm cho biết liệu cung hay cầu đang trong tầm kiểm soát và giá có thể tiếp tục đẩy lên cấp độ tiếp theo trong giây lát. Chúng tôi sử dụng chúng làm mục tiêu khung thời gian cao hơn cho các giao dịch của mình. Vì vậy, 4 giờ là lúc chúng tôi áp dụng đầy đủ các khái niệm tiền thông minh bao gồm xác định các khu vực cung và cầu theo hướng thị trường, khối lệnh đặt hàng giá trị hợp lý, tạo khoảng trống cho các vùng thanh khoản và các cơ hội giao dịch tiềm năng. Nên ở đây thị trường gần đây đã phá vỡ dưới mức quan trọng hàng ngày với đà cho thấy rằng nguồn cung hiện đang được kiểm soát. Chúng tôi có một động thái không hiệu quả đã tạo ra khoảng trống giá trị hợp lý và sự phá vỡ cấu trúc nền ngọn nến đã tạo ra sự kém hiệu quả là vùng khối lệnh của chúng tôi có thể cho chúng tôi một điểm vào lệnh bán. Nhưng chúng tôi không thể đặt giới hạn bán cho khối lệnh này vì giá đã từ chối một mức quan trọng hàng ngày, có thể là một bước ngoặt cho một xu hướng giảm ngắn hạn. Vì vậy chúng tôi cần phải có mặt khác xác nhận giảm giá trong các khung thời gian thấp hơn như 15 phút để vào các vị thế bán. Mặt khác, nếu giá phá vỡ trên cả hai mức, điều đó cho thấy đà tăng mạnh có thể khiến giá tăng và kiểm tra mức hàng tuần này một lần nữa. Thời gian giờ để tiếp tục phân tích một lần nữa. Chúng tôi áp dụng đầy đủ các khái niệm tiền thông minh bao gồm xác định xu hướng thị trường, khu vực cung và cầu, khối lệnh đặt hàng, khoảng cách giá trị hợp lý giữa các vùng thanh khoản và các cơ hội giao dịch có thể có. Chúng tôi biết rằng xu hướng định hướng trong khung thời gian cao hơn là giảm và chúng tôi kỳ vọng giá sẽ giảm bị từ chối khỏi khối lệnh khung thời gian 4 giờ. Sau khi giảm thiểu vùng hàng ngày này, thị trường đang thoái lui sâu trong việc tạo vùng thanh khoản trước khi đạt khối lệnh 4 giờ. Đây là một xác nhận khác. Ngay bây giờ giá đang trong xu hướng tăng ngắn hạn và lý tưởng tình hình sẽ là giá sẽ thay đổi theo hướng, trong đó 4 giờ và cả trong 1 giờ sẽ có cùng hướng giảm. Cho đến nay, chúng tôi đã áp dụng hành động giá và các khái niệm tiền thông minh một cách hoàn hảo trên biểu đồ và chúng tôi có khối lệnh 4 giờ. Đó là một lĩnh vực giao dịch được quan tâm. Điều quan trọng cần lưu ý là đối với
khối lệnh khung thời gian 4 giờ, chúng tôi tìm kiếm xác nhận trong 15 phút. Và đối với khối lệnh khung thời gian 1 giờ, chúng tôi tìm kiếm xác nhận trong 5 phút. Vì vậy ở đây biểu đồ 15 phút là khung thời gian trước chúng tôi sẽ phân tích trong. Quá trình này trong khung thời gian này chúng tôi chỉ tìm, kiếm xác nhận và đặt lệnh tham gia thị trường. Các vị trí nên trước tiên chúng tôi cần giá để vào vùng khối lệnh và tạo, thay đổi tính chất xu hướng để xác nhận rằng xu hướng tăng ngắn hạn đã kết thúc và thị trường có thể tiếp tục giảm xuống. Nếu chúng tôi thấy không có sự thay đổi nào về tính chất, chúng tôi sẽ không có bất kỳ giao dịch nào. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi sẽ là mức hàng ngày này trước giá. Và nếu thị trường có thể phá vỡ khu vực này, nó có thể tiếp tục đẩy xuống, đạt đến mức hàng tuần tiếp theo trước mức giá. Thiết lập này chỉ là một ví dụ về cách tham gia giao dịch và bạn có thể sử dụng nhiều hành động giá hoặc chiến lược kiếm tiền thông minh để tham gia thị trường. Nhưng hãy nhớ trước khi sử dụng bất kỳ thiết lập nào với tài khoản thật của mình, bạn nên kiểm tra lại nó trên các mã chứng khoán khác nhau để đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch. Hãy áp dụng phân tích khung đa thời gian cho các biểu đồ khác nhau để hiểu hoàn toàn khái niệm này. Hãy tiếp tục phân tích của chúng tôi với biểu đồ sau đây. Tại khung thời gian tuần, đây là những mức hàng tuần duy nhất có thể nhìn thấy gần mức giá hiện tại, vì vậy chúng tôi rút ra chúng ngay bây giờ. Hãy chuyển sang khung ngày. Trong khung thời gian này trước tiên, chúng tôi điều chỉnh các cấp hàng tuần để có được số lần chạm nhiều nhất và rút ra các cấp độ hàng ngày bổ sung. Nếu bây giờ chúng rõ ràng, hãy chuyển sang khung thời gian 4 giờ. Ở đây trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có xu hướng giảm. Sau khi giảm mức hàng ngày này, thị trường đã thoái lui sâu về vùng khối lệnh này, vì vậy đây là hai kịch bản. Nếu hành động giá trong khung thời gian thấp hơn cho thấy tín hiệu giảm giá tại khối lệnh này, chúng tôi có thể bán và mục tiêu chính của chúng tôi sẽ là vùng hàng ngày này và mục tiêu phụ hàng tuần. Ngược lại, nếu thị trường cố gắng phá vỡ và đóng cửa trên khối lệnh, xu hướng định hướng 4 giờ của chúng tôi sẽ chuyển sang tăng và chúng tôi hy vọng giá sẽ đạt đến mức hàng ngày và hàng tuần trước giá. Bây giờ hãy phóng to khung thời gian 1 giờ để quan sát thêm chi tiết. Ở đây trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy nhiều tín hiệu hành động giá sau khi giảm thiểu khối lệnh 4 giờ này. Khu vực thị trường đã thay đổi, đặc điểm báo hiệu rằng xu hướng tăng ngắn hạn đã kết thúc và giá có thể tiếp tục đẩy xuống. Ở đây chúng ta có cơ hội hoàn hảo khi khối lệnh trong 1 giờ này được bán ra. Và mục tiêu đầu tiên của chúng ta sẽ là mức hàng ngày này. Và ngay bây giờ chúng tôi có thể sử dụng mức hàng tuần này làm mục tiêu dài hạn của mình. Không cần phải tìm kiếm, xác nhận trong khung thời gian thấp hơn, trừ khi ai đó muốn tìm kiếm nhiều, giao dịch hơn dựa trên phân tích mà chúng tôi đã thực hiện. Nhưng hãy nhớ rằng nhiều giao dịch hơn không có nghĩa là nhiều lợi nhuận hơn. Vì vậy các bạn, tôi hy vọng video này mang lại một số giá trị cho bạn. Vui lòng nhấn nút thích để thể hiện sự ủng hộ của bạn và đăng ký kênh của chúng tôi. Ngoài ra, đừng quên bình luận bên dưới với những suy nghĩ và câu hỏi của bạn, vì chúng tôi thực hiện tốt nhất hãy trả lời hết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex Vàng dựa trên phương pháp Wake Up kết hợp Bollinger Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Hãy bấm chuông để đăng ký kênh. Basic Invest chia sẻ kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán.